Một eco xanh. Một eco xanh. Good. Gà đá rồi, không sao, không sao, không sao. Không sao. Ừ, đá nó đi. Đá nó đi gà. Đá nó đi. Con này khôn lắm, con này. Ừ, mà con này mấy lần rồi. Con này em túc nó mấy lần. Được không, qua cái này nè. Không thấy được nữa, lùm. Thấy nào? Nó đáp vô hay gì? Má, ông nội đáy nữa. Nay hai anh em mình canh buổi chiều mưa, cái anh em mình đi săn tôm hú ở vòng vòng nhà nghe anh em. Thì nãy Sầu Ca có giao hàng cho anh kia rồi, của anh Minh luôn. Thì hôm nay anh em mình đi tèn tèn chơi tôm hú qua đây mà không thấy anh em, khôn quá. Nay anh em săn buổi chiều mà Sầu Ca đem theo có chùm bi. Chùm bi anh em ơi. Rồi bay luôn. Nó vô cái okay. Đó cái đó cái đó út nè, nghe út nè, rớt chúng chúng thương chúng thương nè, có cái út nè, út nè, nghe ngoài ăn miếng, ăn út đi, ăn út đi em hả? Rớt. Con má cái bịch luôn trời. Chúng qua thì chúng phải gãy cánh rồi. Ừ. Rồi bị thương, bị thương rồi. Bị thương rồi. Rồi từ từ. Má, viên đạn này nó lão. Chưa tép dây nữa. Té. À, ăn bị hai con luôn. Ờ, cũng nguyên. Trời ơi, con bông mà đẩy cái bịch, con ai cũng đẩy cái bịch. Trời ơi, ông Bi. Không, tại vì anh em mình không có thử vậy anh em. Ông Bi hai con rồi đó. Còn ở mình đó, còn mình ở mình đó. Ba cũng còn, tôi hú anh em này nè. Chụp ra bắn con bông ông Bi vào đó. Nó đèn qua gì mà không rớt trời. Hóp tài. Ở đây nhiều tôi hú đó nè. Cái đường này Sầu Ca với anh Minh đi săn hoài. Có khi bữa đi 6 con 7 con vậy. Có khi 8 con luôn. Thật ra bắn cái bịch gì mà không chết. Này bắn cái hú. Ôi nó bay lại rớt. Này nè nè nè. Không kêu qua lụm. Đâu không? Nó ở đâu? Chỗ nào? Chỉ hướng em đậu cho. Chỗ nào chỗ nào? Không một lộn thôi. Không, trong bụi chuối cây trong đây con, đây con này con bông bụi chuối con đen. Còn sống không cây? Khả năng còn sống không? Chết rồi. Em lội cho thằng cho ướt thôi. Vậy? Thằng ướt thôi. Thôi, má. Lội luôn hay gì? Lội luôn mới được. Lội luôn thì lượn này nè. Vậy? Lội luôn lượn này nè. Anh mặc quần ngắn không? Hả? Có mặc ngắn không? Có. Có thì mà cởi ra đi. Má đừng được. Vậy thôi thằng thôi chứ hai thằng được. Gì? Dạ thôi anh thôi. Ở đẳng có cậu kìa, đẳng có nhìn thấy cậu mà không biết chạy vô tới đây được không á. Rồi được, vậy được. Rồi hai thằng tính tục quần lội. Cảm ơn chị. Hai thằng tính là khổ quần lội. Kiếm lên, kiếm lên. Bữa nãy là cái cầu đèn nó bị qua đây phải không? Không bị qua đây nè, nằm đây phải không? Để thêm 2 viên nữa. Ừ, em đang bụp bụp. Còn cái con bông may mắn á, ừ. Nó đậu bên đây nè. Đi luôn. Để viên nó xào qua bụi chuối, đâu phải bụi chuối, cái trong cốc cây đó. Ừ. Rồi thoát đứt mẹ rồi. Đi bộ, đi bộ, đi bộ. Cái gì phải vậy trời ơi. Đi bộ, đi. Má quá trời ơi.
rồi tôi hú nữa em ơi. Không có lỗ ở đường này coi. Cú sánh kìa. Hơi cú sánh kìa Minh. Một em cú sánh. Một em cú sánh. Chết em cú sánh này. À, bắn nổi gì không chết kìa. Đi được anh Minh ơi, đi bộ được nè. Ừ kệ mẹ đi. Được, khỏi lỗi. Được. Sao cái bắn nổ con xanh luôn mà không chết. Sao cái chạy này là... à, sao cái bắn nổ con xanh luôn em ơi. Nè em ơi. Cơ cơ cơ, cu cơ. Đừng hẹn quá này chim nhiều đi. Để qua sẵn rồi. Bếp bếp. Á à, cực quá này em ơi. Gớt hai tôi hú rồi. Hai tôi hú hồi nãy Obi luôn đó. Rồi cả bắn gớt con. Bắn Obi còn mình đẩy gớt luôn. Tới rồi. À anh em cực quá. À, dòng cái cây số anh em ơi. À xíu dìm cu sao được. Ê dạ. Đi vô cây quay trực tiếp luôn. Để chạy chạy cái cầu. Má ơi cái cầu. Coi chừng nghe. Chắc không. Nghe bộp 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 ngoài. Thấy cu xanh vô hai ba con cu xanh luôn. Là cái bầy này nè. Ờ cái bầy nổ đây nè. Ờ em đóng con cu bóp nghe không. À nổ cái đó không chết thôi chứ. Sẽ tới con mì bẹp nè. Má xăng ở đây không đủ nhậu rồi. Đi gì cha. Từ nó chết, nếu mà chết rồi lụm. Chết, con đen chết leo, con đen gớt xuống đó mà. Chết. Chết rồi. Trời ơi, trời, hai thằng đóng hai con ông bi, trời trời. Thì nó bay qua đây cũng dạ được rồi. Vậy ở dây mới cuột vô nè nè. Ờ, mới buộc vô luôn. Nè, chưa có test nữa nè. Test nữa. Dây này 250. Dây này 250 mà sao ca. Ép, ép nó xuống còn 230. Mới chưa test nữa. Hai anh em hổng gầy. Đi Sài Gòn về không có đuối. Ở trước có con bị bẹp nha. Ở chờ bậy cục xanh nãy đâu nè. Trời ơi em đang đẩy đổ cái bóp không chết. Thứ nào chịu nổi. Nãy đâu đây đó kìa. Ừ gì đó đó. Con bẹp trong lụm đó đó. Bẹp nãy. Nó bay nè. Kìa kìa bay kìa ngoài. Sao không mệt. Rớt hai con xiềng đúng không. Hai con rớt. Ừ. Ôi tôi hú trên kia kìa. Rồi lụm đi lụm trước đi. Qua bánh sao. Kệ nó đi, làm gì được. Nó ở bên đầu mình đến á. Ở đây có bầy cu xanh. Kìa. Hả à, đi về một chút nữa mấy anh em mình còn quặn trên này nè. Hay là mình bật tôi hú đi luôn không. Một chút mình lụm tôi hú xong đặt luôn. Nãy giờ dẫn anh em đi vòng vòng mà chưa vô vấn đề chính nè. Hẹn bụi chuối này nè. Nãy nói bụi chuối không? Ủa, cái rồi mà. Trước. Bụi chuối trước. Chuối trước. Tôi muốn bông nữa nè. Mà nó gớt xuống không? Tôi muốn bông. Đây nè. Rồi, một con. Đem nữa mày. Tủ bông, ngay con này ngay ngược. Mấy gì còn mấy gì? Một viên bông hả? Có bông bi không? Rồi, có bông bi không? Bắn bên kia anh em chạy qua đây, hai anh em có chạy qua. Rồi một con. Một con nè. Con này ngay tim. Mình hay quá. Để mình bật. Bật loa thử luôn mình ơi. Ê, 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 còn. Rồi thấy à, thấy à.
Má xiên qua kia luôn. Chưa, chưa. Ê. Xiên đít qua kia luôn mà không chết kìa. Thấy nó chưa anh Minh? Hả? Ở dưới ruộng á. Dưới trên lên mờ. Rồi chết anh ơi. Nè, xiên đít luôn trời. Rồi, dòng người kia qua cả cây số. Cầm 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 cầm. Rồi ướt thùng nữa. Nè, nè. Ừ. Em mới bò những cái nữa đó. Này tà lé học mé chứ á. Em mới bò xiên đít á. Dễ dò tùm lum hết trơn. Ừ. Rồi bò tét rồi luôn. Rồi giờ mình túc không? Ý, chiều được hai con nghe anh em. Thôi. Tiếp tục anh em ơi. Con ngoài con non. Sao nhà ơi, gớt sao nhà ơi. Rồi sao nhà luôn rồi. Cái chỗ cây mít sao nhà. Gớt. Gà đá rồi, không sao. Ừ, đá nó đi. Đá nó đi gà. Đá đi. Lộ qua mình ơi. Mượn ghe được không ta? Thôi trốn nó coi, sầu cảm nó gớt coi. Má không mượn ghe được anh em ơi. Đi sầu cảm tính anh em ơi. Ăn đỡ xương gà được. Ừ. Tụi con bắn gớt gì thì cho con lụm cái. Nãy con không biết đường qua luôn cô. Dạ. Nè lông lá gì nè. Đâu nè lông lá này nè. Một trắng đâu. Một trắng này nè. À nó chui này sao biết đường. Chắc là không được đâu. Nó lên không được đâu. Kìa. Trời, cái này ăn thùng phun. Chạy phun. Anh em ơi phun. Đứng yên mình. Đừng có nôn. Đâu rồi? Em đó. Bò xuống lùm luôn anh em ơi. Rồi thấy đâu rồi? Ờ đi. Rồi. Chết rồi, ngay đầu rồi. Có ông không mình ơi, quýnh em à. Rồi tới đi, vô, ngay đầu anh em ơi. Ngay đầu rồi. Rồi anh em chạy luôn, không biết đâu luôn. Còn cái thằng kia nữa. Nó bị gà đá cái. Anh Minh. Kiến cắn quá trời. Ây da, dạ. Sầu ca mặc áo ba lỗ kiến chích. Nè, viên đầu tiên. Viên đầu tiên nè. Đầu tiên em bắn đó. Trời ơi, mừng quá. Bắt nửa tiếng ủng hộ qua đây trời. Chết rồi, nghe đầu rồi. Còn bông gớt này nè anh Minh. Ê, nó gượt đó. Dạ đó. Túc không? Túc đây luôn à? Không, vô kiếm không. À, buổi chiều ngày mưa đã xong. Đây. Anh em bắn được bao luôn. Đổi cho anh em coi. Mới gặp nãy luôn. Đi lúc 4 giờ, quất cái 6 giờ. Giờ anh em mình về nè, anh em nhìn trời tối nè thấy không? Tại mà camera nó sáng vậy đó. Đổi cho anh em coi. Bắn được 5 con, ôm bi 2 con, một con kia nó gớt vô kia kiếm gặp. Còn được 3 con. Đây.
ba mang bông à, quê sầu ca là chỉ có gì thôi, thấy không đó, ok chưa, được ba em à. Đi chưa được nửa tiếng nữa. Con này 400 gram, con này mập nè, con này mập, con này nãy bắn rớt xuống rớt xuống cái gà, gà đá này nè, gà đá bóp 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 á. Rồi hai em qua đủ nửa tiếng là mất mất luôn tôi hú đèn, luôn tôi hú đèn bồng rớt rớt vô cây mít kiểu sữa vậy đó. Rồi tạm biệt anh em nha, hẹn em ở clip sau, clip clip ngắn thôi, anh em mình đi buổi chiều bắn đỡ ghiền tại ông gầy đi Sài Gòn về mới về đó mà đâu có bắn đâu. Thì khổ dây của sầu ca bắn là cái này là khổ 250 nè, mà sầu ca ép dây nè, thấy không, sầu ca cuột xuống bỏ xuống 2 cm thì 16, 10, 230. Rồi có gì mua thun liên hệ số điện thoại màn hình nha anh em. Rồi tôi hú mà chứ đăng ký kênh like và chia sẻ nha, anh em nhỏ lòng người anh em cũng về luôn, tạm biệt anh em.